Có lẽ bên phía cầu thủ Gio Linh sẽ là đội bóng giao bóng đầu tiên. Cú sút đầu tiên của đội trưởng bên phía Gio Linh đó là Hoàng Khưởng. Ở trong hiệp một này thì các cầu thủ bên phía Gio Linh sẽ bảo cũng là đội bóng bảo vệ không thành. Bên phía tay trái mảnh nhỏ của các bạn trong trang phục áo trắng quần đen. Và để tiện cho sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn, sau đây tôi xin đọc đội hình ra sân. Tình huống cầu vào. Phải chạm đầu nguy hiểm vừa rồi là của Văn Duy. Bắt bài tốt. Sự chủ động đang đến với đôi chân của các cầu thủ áo cam. Đang là khá nắng và một buổi chiều ở Hà Nội. Một tình huống phất dài. Hoàng Khương đã không thể theo kịp được đường truyền của Văn Minh. Nguy hiểm. Đó là tình huống hướng thẳng bóng về phía khung thành của thủ môn Đức Việt. Nhưng Đức Việt cũng đã thi đấu rất tập trung. Và ở trong khung giờ này thì cả 8 đội của giải bóng 74C500 đối đầu với Triệu Phong. Và bên phía sân đối diện là hai đội Vĩnh Linh 1 sẽ chạm trán với Vĩnh Linh 2. Tạm thời sau vòng đấu đầu tiên thì đội bóng Vĩnh Linh 2 3-1 trước các cầu thủ Bình Phương ở trong vòng đấu đầu tiên. Văn Minh đường truyền tốt, tiếp tục là Văn Minh, có được tiền đến và đó là đội trưởng Hoàng Khương của các cầu thủ Gia Đình. Một cú sút ở góc hẹp, nhưng đó cũng là một pha phối hợp rất tự tin đến từ các cầu thủ áo cam. Họ ban bóng từ trung lộ và xuống đến nách biển. Và khoảng trống dành cho Hoàng Khương là rất lớn. Những sức ép của các cầu thủ Gio Linh từ đầu trận đã cụ thể bằng bàn thắng vừa rồi. Tiếp tục là đợt tấn công của các cầu thủ áo cam. Và vừa rồi đã có một tình huống dùng tay chơi bóng của một hậu vệ bên phía Bình Phương. Một pha đá phạt trực tiếp. Và Hoàng Khương, đội trưởng của Gio Linh, một lần nữa anh đang đứng trước tình huống đá phạt này. Số 17 Văn Minh của Gio Linh lấy đà rất xa. Không được. Cú sút đi chệch cầu dọc trong gang tấc. Một sức ép kinh khủng đang được các cầu thủ Gio Linh tạo nên. Các cầu thủ bên phía Bình Phương đang không có. Mất bóng nguy hiểm quá. Hoàng Khương. Một tình huống băng cắt của Hoàng Khương. Sự chủ động hoàn toàn đang thuộc về các cầu thủ Gio Linh. Dường như các cầu thủ Bình Phương đang bị ngợp ở trong những phút vừa qua. Nguy hiểm quá. Long Nguyên, cú đúp của Hoàng Khương. Tiếp tục là ở nách biển. Và Hoàng Khương lại chọn vị trí cực kỳ tốt. Cú đúp của Hoàng Khương chỉ trong ít phút. Trận đấu mới chỉ bước sang phút thứ 8 và đã có hai bàn dành cho Gio Linh. Các cầu thủ Bình Phương cần thi đấu chậm lại và sốc lại tinh thần. Tiếp tục là Văn Minh. Không được. Tiếp tục là một tình huống đưa bóng xuống đáy của các cầu thủ Bình Phương. Khá tốt. Quá đơn độc đến với tiền đạo của các cầu thủ Bình Phương. Đó có lẽ là số 7 Đình Thịnh. Các cầu thủ Bình Phương từ đầu hiệp đấu đến giờ vẫn chưa có một tình huống nào phối hợp thực sự có nét. Họ vẫn đang chịu trận trước các cầu thủ Gio Linh. Đây có thể là cơ hội. Rất khỏe. Cơ bóng đã ngược hướng với đà
di chuyển của Đình Thịnh. Một tình huống nỗ lực rất đáng khen của Minh Đức. Anh đã loại bỏ một cầu thủ bên phía Gio Linh. Nếu như quyết đoán hơn, anh hoàn toàn có thể tung ra cú dứt điểm thẳng về phía khung thành. Khá chính xác. Hoàng Khương, bóng vẫn còn. Hoàng Khương chuyền sang và 3-0 dành cho cầu thủ Gio Linh. Quá đơn giản. Và người điền tên mình trên bảng điểm số trong pha bóng lần này đó là số 14 Văn Duy. Trong tình huống vừa qua thì Hoàng Khương hoàn toàn có thể lập cú hat-trick cho mình, nhưng anh đã thi đấu cực kỳ đồng đội. Thấy được khoảng trống của Văn Duy bên phía cánh phải, anh chuyền sang. Và đương nhiên là Văn Duy sẽ không từ chối một cơ hội như vậy. Và đá có... Đó chính là sự kinh nghiệm mà các cầu thủ Gio Linh hơn hẳn so với các cầu thủ Bình Phước. Một lối đá ra dư và khiến cho các cầu thủ trẻ bên phía Bình Phương gặp rất nhiều vấn đề. Đường chuyền vừa rồi là pha cứu thua bằng chân của Nhân Nguyễn. Chuyền của Hoàng Nam. Chả thấy gì cả. Coi, bóng đã mất, không được. Bóng đi lên trời trong một tình huống cách khung thành chỉ khoảng chừng 50m. Xin lỗi các bạn, là 50cm mà thôi. Văn Minh. Đá nhiệt nha, không nhiệt là hai người đây. Văn Minh. Bùi Tính. Đức Việt. Vẫn đang là những tình huống phối hợp nhịp nhàng của các cầu thủ Gio Linh ngay từ phần sân nhà. Mất bóng nguy hiểm quá. Không được. Cần phải dứt khoát hơn cho những tình huống như vậy đến từ Minh Đức. Quyền đá phạt sẽ được nhường lại cho Long Nguyễn. Nhưng Văn Minh thì cũng đang lấy đà. Cú sút ngay của Long Nguyễn. Bóng đã khẽ chạm vào hàng rào của cầu thủ Bình Phước. Và vừa rồi là một đường chuyền của Đức Việt dành cho Nhân Nguyễn. Cố không vào. Pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của Đức Minh sau khi anh được tung vào ở hiệp 2. Pha xử lý không chắc chân. Đức Minh dứt điểm. Tiếp tục là pha cản phá bằng chân của thủ môn bên phía Bình Phương. Đường chuyền khá hay. Nhưng anh Tuấn lại một lần nữa có mặt đúng thời điểm. Một chốt chặn cuối cùng của cầu thủ Gio Linh ở tuyến phòng ngự với lực đi cực kỳ tốt. Những đầu ngón tay của Nhân Nguyễn đã cứu cho các cầu thủ bên phía Bình Phương bàn thua thứ tư. Đội trưởng của cầu thủ Bình Phương cũng đã có một ngày thi đấu cực kỳ vất vả. Anh Quân.
Đường chuyển về an toàn của anh Tuấn. Không được. Tấn công dành cho cầu thủ Bình Phước. Cần phải nhanh hơn nữa. Cố vào. Ba rút ngắn tỷ số xuống 1-3 của Đình Thịnh. Một pha tấn công rất sắc nét của các cầu thủ Bình Phước. Một cú sút, một chạm cực kỳ uy lực của Đình Thịnh. Nào các cầu thủ bên phía Bình Phương hãy cố lên. Thời gian trận đấu còn rất nhiều. Và cần có những pha xử lý như vậy đến từ tất cả các cầu thủ. Có lẽ với việc thi đấu chủ quan từ đầu hiệp 2 nên các cầu thủ Bình Phương đã có cho mình một bàn thắng. Đó là đường truyền rất tốt. Cao Cường, Cao Cường đẩy bóng hơi mạnh. Rất hay. Đó là pha xử lý của Bùi Tính. Khoảng trống. Vào. Hat-trick dành cho Hoàng Cường. Số 10 của cầu thủ Do Linh vừa mới được tung vào sân trở lại và anh lập tức lại ghi bàn. Những tình huống chọn vị trí rất hay của đội trưởng bên phía Do Linh. 3 bàn thắng, 1 góc sút. 4-1 dành cho các cầu thủ Do Linh rồi. Thế trận một chiều lại đang được thiết lập. Các cầu thủ Bình Phương lại co mình về phòng ngự. Nhưng đây sẽ là một cú pha phản công nhanh. Không được, quá chậm đến từ số 10 của các cầu thủ bên phía Bình Phương. Đã có tới 2 cầu thủ Bình Phương lao lên. Nhưng số 10 Đạt Nguyễn lại xử lý quá chậm trong tình huống. Phản công dành cho cầu thủ Bình Phương. Vinh Đức cần phải nhanh hơn nữa. Quá chậm. Công Minh rất khó khăn. Và ngay lập tức là sự áp sát của Hoàng Cương. Cú sút của anh Tuấn đã phải nhận được sự lao ó từ các cổ động viên bên. Hoàng Cương. Đường truyền về tuyến 2 đã bị bắt bài và đây là pha phản công của Bình Phương. Dứt điểm! Bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ Bình Phương với pha dứt điểm gọn gàng của Đạt Nguyên. Rút ngắn tỷ số xuống 2-5 dành cho các cầu thủ Bình Phương. Cần những tình huống triển khai chính xác như vậy. Thời gian trận đấu vẫn còn khoảng chừng 5 phút nữa. Các trụ cột của các cầu thủ Do Linh dường như một pha chơi bóng bằng tay của một cầu thủ bên phía Bình Phương. Đá phạt dành cho các cầu thủ Do Linh. Tình huống đá phạt nhanh, Cao Cường. Cao Cường nhắm vào góc xa của khung thành. Nhưng một lần nữa thì bóng lại đi không chính xác. Pha chuyền về cột hai theo bay của Cao Cường. Hoàng Cường. Viết đất. Vẫn, bóng vẫn đang còn. Liệu có cú bốc cơ dành cho Hoàng Cường? Đánh đâu? Và đúng lúc này trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa FC Bình Phương và cầu thủ Do Linh. Kết thúc trận đấu, các cầu thủ Do Linh giành chiến thắng với tỷ số 5-2 và giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 vòng đấu của giải bóng đá Đồng Hương Quảng Trị tại Hà Nội. Còn với các cầu thủ Bình Phương thì họ nhận